Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ cuộc sống của tình cũ Hương Giang, Chris Lai sau 4 năm chia tay nàng hậu. Chris Lai và Hương Giang từng là mối tình đẹp của showbiz Việt. Trước khi đường ai nấy đi, cả hai từng tham gia không ít chương trình của Vbiz, phối hợp cực kỳ ăn ý. Ở hiện tại, khi Hương Giang đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, lại rộ tin hẹn hò với người mới, cuộc sống của Chris Lai trở thành đề tài bàn tán của tất cả mọi người. Mới đây, khi Hương Giang tham gia Người ấy là ai với mục đích tìm kiếm người đàn ông cho cuộc đời mình, Chris Lai đã nhắn tin cho người cũ. Tuy nhiên, thay vì hỏi han hay động viên, thì anh chàng lại cà khịa chúc Hương Giang may mắn lần ba. Thậm chí chàng trai Long An này còn kỳ công ghép hình của bản thân vào hình ảnh poster Người ấy là ai, nhắc nhở người đẹp, nhớ trao hoa cho anh em nhé. Chỉ với vài câu cũng có thể thấy, mối quan hệ giữa Hương Giang, Chris Lai vài năm chia tay vẫn thân thiết nhường nào. Hình ảnh của cả hai trêu đùa nhau trong cuộc nói chuyện thực khiến nhiều người phải tiếc nuối cho mối tình đã qua. Sau khi chia tay Hương Giang, Chris Lai ít được nhắc tới trong thế giới giải trí. Thì thoảng dân tình mới thấy anh xuất hiện trong một số chương trình hoặc hoạt động giải trí. Trên trang cá nhân, cuộc sống của anh đã thể hiện đa phần qua các hoạt động thể thao, thiên hướng trò chơi mạnh mẽ. Ngoài ra, anh chàng còn thường xuyên đi du lịch tại nhiều nơi trên thế giới để trải nghiệm cuộc sống đa dạng và phong phú. Anh cũng ít chia sẻ về đời tư, đặc biệt từ sau khi chia tay Hương Giang thì chuyện tình cảm của Chris Lai vẫn là một ẩn số. Mặc dù ít chia sẻ đời tư trên mạng xã hội, nhưng với những hình ảnh được anh chia sẻ trên trang cá nhân có thể thấy rằng dù đã ngoài 30 nhưng Chris Lai vẫn rất trẻ trung và phong độ. Hơn hết, anh chàng ngày càng đẹp trai, lãng tử so với thời điểm vài năm trước. Chris Lai từng là người bạn đồng hành, người tiếp thêm sức mạnh cho Hương Giang vượt qua khoảng thời gian khó khăn khi vừa mới nổi tiếng. Hương Giang và Chris Lai sau khi chia tay đều có những lựa chọn riêng, tuy nhiên có thể thấy cả hai vẫn là bạn bè tốt và thân thiết. Hiện tại nàng hậu vẫn đang dính vào tin đồn tình cảm với doanh nhân trẻ, hậu Người ấy là ai. Mong rằng trong thời gian tới Hương Giang sẽ tìm được chân ái cuộc đời mình sau nhiều lần đổ vỡ tình cảm. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.